8 giờ 30 phút tối, trong con ngõ nhỏ không một bóng người, bà Tề vẫn dắt chiếc xe đạp cũ của mình đi gõ cửa khắp các nhà. Bà xin chữ ký để gửi sang Nhật cho con gái là chị Nguyễn Thị Nguyên với mong muốn tìm lại công bằng cho cháu gái của mình, bé Nhật Linh. Bên Nhật thì người ta không giải quyết ký để mọi người ủng hộ cháu thì người ta mới giải quyết. Để em ký cho. Coi như là bà ngoại cháu, coi như là gia đình, coi như là rất vất vả đi xin chữ ký, lần nổi xin chữ ký cho cháu hàng bao nhiêu tháng nay rồi. Mà thực ra là để giải quyết cái vụ án cho cháu. Cái chữ ký của tôi thì thực ra là nó không biết tác dụng như nào, nhưng mà tôi sẽ chia sẻ với gia đình cháu. Những ngày qua, những chữ ký của mọi người ở khắp nơi gửi về là tài sản quý giá nhất của bà Tề trong căn nhà nhỏ này. Lần nào nghĩ về con, về cháu, bà cũng khóc. Suốt gần một năm qua, gia đình vẫn rất nóng ruột vì kẻ gây ra tội ác cho cháu mình vẫn chưa nhận tội. Tôi đi vất vả, đi khắp nơi, công an cũng chưa hiểu thì cũng gọi tôi vào. Thế nhưng mà cuối cùng hỏi ra là tôi đúng là bà ngoại của cháu Nhật Linh thì người ta thả tôi ra đấy. Cô tính như thế có khổ không? Có dân người ta hiểu lầm, người ta bảo là đi ký vào cho nhà bà được nhiều tiền đấy. Thì chúng tôi ký nhiều thì người ta đền cháu bà nhiều thì được nhiều tiền. Nhưng bảo là bây giờ cháu tôi bắt được nó rồi nhưng nó không nhận. Các bà đừng nói thế, tôi đau đồng rút ruột thì người ta nói thế tôi lại khóc. Khắp nơi đêm hôm tối đến nắm khi đi đến 9 giờ tối về. Đấy, còn ban ngày thì đi thông trưa để tìm lại cái công bằng cho cháu. Thế nhưng mà cuối cùng đến giờ cũng chưa thực hiện được. 10 giờ tối, ở vùng quê bình yên này, mọi người đã đi ngủ. Vẫn còn bóng một người bà gần 70 tuổi lặng lẽ đi tìm công bằng cho cô cháu gái bất hạnh.